Việt Kiều Đức, Hồ Ngọc Thắng. Tôi là nạn nhân của truyền thông bẩn phương Tây và tay sai phản động người Việt. Mới đây, trên Facebook cá nhân, ông Hồ Ngọc Thắng, Việt Kiều Đức, từng công tác ở Sở Di trú Đức, đã chia sẻ về việc ông chính là nạn nhân của thứ truyền thông bẩn phương Tây và đám phản động lưu vong người Việt ở Đức. Ông cho biết, sau khi chính phủ Việt Nam cho phép ông di cư sang Cộng hòa Dân chủ Đức tháng 4 năm 1983, ông đã học tại trường Đại học Tổng hợp Jena và nhận bằng cử nhân luật, làm cán bộ nghiên cứu khoa học tại khoa luật, rồi trở thành chuyên viên gắn bó lâu năm tại cơ quan di trú Liên bang Đức. Ông kể, bản thân từng đủ điều kiện để thuyên chuyển sang cơ quan tình báo Đức, đối ngoại và đối nội, với chế độ đãi ngộ cao hơn, nhưng chỉ vì các quy định an ninh rất ngặt nghèo đối với chuyên viên của cơ quan tình báo Đức, không được quan hệ rộng rãi với bạn bè người Việt ở Đức, thủ tục phiền phức khi về thăm gia đình ở Việt Nam, không được phép xuất hiện với vai trò là tác giả trên truyền thông và sẽ phải ngậm miệng suốt đời, nên ông từ chối cơ hội ứng tuyển này. Tuy nhiên, vụ việc Trịnh Xuân Thanh khiến ông vô tình trở thành nạn nhân của truyền thông Đức và ông đã kiên cường một mình chống lại truyền thông bẩn phương Tây và bè lũ tay sai phản động người Việt. Gần 4 năm về trước, ngày 9 tháng 8 năm 2017, tạp chí hàng tuần Spiegel, Tấm Gương, địa chỉ truyền thông tự gọi mình là tạp chí tin tức có số lượng xuất bản lớn nhất châu Âu và quan trọng nhất của Đức, đã khơi mào một cuộc chiến truyền thông tấn công cá nhân ông. Sang ngày 10 tháng 8 năm 2017, Nhật báo TASS ở Berlin đăng bài Người Cộng sản trong cơ quan liên bang. Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tờ báo này đăng tiếp bài Người đàn ông của Hà Nội trong cơ quan liên bang. Bam! Tiếp theo đó, các tờ báo lớn như Süddeutsche Zeitung, Bild Zeitung, Berlin Zeitung, Tages Spiegel cũng tham gia viết bài về ông. Hãng truyền thông công cộng quốc tế của Đức làn sóng Đức, Deutsche Welle, đổ thêm dầu vào lửa bằng một bài viết với nội dung Hồ Ngọc Thắng là một con người có cuộc sống nhị trùng, ban ngày làm việc cho chính phủ Đức nhưng ban đêm hoạt động cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang tiếng Việt của đài BBC tổ chức hội thảo bàn tròn để những tên có tư tưởng thù địch với Việt Nam chém gió. Còn đài VOA của Hoa Kỳ sản xuất một video clip nói về ông. Họ viết và nói về ông như là một tội phạm đối với Cộng hòa Liên bang Đức. Trước những cáo buộc động trời này, cơ quan Bộ Nội vụ Liên bang Đức buộc phải hành động khẩn cấp và ra quyết định sa thải ông. Thực ra, đây là một nước cờ khôn ngoan của Bộ Nội vụ Liên bang Đức do người của đảng CDU lãnh đạo. Lúc đó là thời gian tranh cử bầu Quốc hội Đức, đảng CPD muốn thắng cử để chiếm ghế Thủ tướng Đức. Các bài báo này cũng nhằm mục đích hạ uy tín của đảng CDU. Chống lại quyết định sa thải, ông đã đệ đơn ra tòa, tất cả lý lẽ và bằng chứng được quan tòa xem xét kỹ càng. Cuối cùng, cơ quan thuộc Bộ Nội vụ Liên bang cũng tự nhận thấy rằng cá nhân ông Thắng không vi phạm pháp luật và quy định của cơ quan. Vì vậy, cơ quan nơi ông đã công tác gần 3 thập kỷ tự nguyện hủy quyết định sa thải và không để cho ông chịu thiệt thòi về phương diện danh dự, chính trị, pháp lý và tài chính. Trong văn bản viết ngày 31 tháng 3 năm 2018, cơ quan thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Đức đã xác nhận ông là một chuyên viên mẫu mực được đồng nghiệp và lãnh đạo quý trọng. Nhà nước Đức cảm ơn ông vì những cống hiến to lớn trong gần 3 thập kỷ qua. Đến nay, nhìn lại vụ kiện, ông cho rằng tuy một mình trong vòng vây của đàn sói hung dữ, nhưng ông đã vượt qua tất cả với những bước đi sáng suốt và khôn ngoan. Nhà nước Đức đã tự nguyện trả cho ông một khoản tiền bồi thường không nhỏ. Số tiền như vậy, đại đa số người Việt ở Đức phải tiết kiệm cả đời. Cảm nghĩ về bối cảnh Việt Nam kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 và chiến thắng tháng 4 2018 của cá nhân mình, ông khẳng định chính nghĩa luôn chiến thắng, cuộc chiến chống lại cái ác cần phải có thời gian và sự kiên định. Trên Facebook cá nhân, nhiều người bạn từ Việt Nam đã chúc mừng và cho rằng ông xứng đáng được nhận thành quả này. Mỗi người Việt chúng ta tự hào về những người con nước Việt xa xứ như ông, dù trong mọi hoàn cảnh đều hướng về đất nước, mong mỏi đất nước luôn hòa bình và kiên quyết chống lại những thế lực hắc ám. Chiến thắng của ông đã khiến những thành phần phản động ở Đức như Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa và đồng đảng Việt Tân của chúng cay cú điên cuồng. Chắc chắn ông sẽ còn tiếp tục chiến đấu chống lại những kẻ phản bội đất nước này. Chúng ta tin rằng ông sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc chiến trường kỳ ngay trên chính nước Đức.